hello mọi người, thầy là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục công việc của ngày của mình là làm kem pha mi nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu với hành động đi nha. Bây giờ thì xét nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thì ở đây mình đang có một nhiệm vụ dice là mình không làm được thì mình sẽ reset nhé. Ok, xong 10 gừng luôn này mọi người. Ok, mua 4 hành sau 4 hành. Sau 10 gừng. Gừng hiện tại mình đang chỉ có 3 gừng thôi. Tí mình sẽ qua mua thêm gừng nhé. Giờ mình sẽ tứ mua tô, còn lại mình sẽ qua mắt Horace nha mọi người. Ok, giờ mình sẽ gieo 20 hành. Gieo 20 hành và gieo vườn. Căng nữa cho nội. Mình gieo hành nha mọi người. Thank you.
Tầng thằng thằng Sơn Tùng là thằng nào đó? Sơn Tùng là thằng em quán Trung Quốc. Làm có anh làm gì, anh làm gì có thằng em gì đó. Nó tuổi gì mà nó họ Sơn anh họ Phan mà nó là gì cái gì tên đệm chứ nhầm cái gì vậy, cái nó hỏi Nguyễn à, nó họ gì ta, gì Sơn Tùng ta, thế giờ đến cái họ nó anh còn không biết thì nó là cái gì, nó đâu phải là đúng em của anh đâu. Sơn Tùng gì? Cái gì Phan Sơn Tùng chả? Họ Phan là chỉ có thằng như đó mà. Mấy cái thằng đâu mà cái họ Phan. Có. Chắc không có. Ok, mình qua ạc mới nào mọi người. Thank you.
khoa học quá nha mọi người.
trận đúng lúc Mỹ và Lộc tôi nghĩ là ba người nhiều đánh mà bị 3 đến 2 sát thủ. Xong học kêu thua mẹ rồi game mình thua chắc bố rồi quý được. Nhưng mà đem rồi mà lên nó mới thành một bài thua được. Mà phải nói mà lấy we'll be right back.
cho anh đạo xuống dưới nước cũng được. Tốt bởi anh đạo ra cho chị kìa. Quen thằng lùng đi không mà nó vô mò mò nữa. Trong... Họ ra đây ta đổi cho. Đổi chưa? Thank you.
Ok mọi người, mình đập đá bên mắt giờ mình sẽ chặt cây. Ok, mình sẽ đi chặt 50 gỗ nha mọi người. 50 gỗ chứ mà. Xương xương. Chặt xương xương 50 gỗ thôi. Gỗ mình chấp nhận chặt nhưng mà sale 30 bao giờ rồi mình không làm mọi người. Trứng thiếu rồi mọi người. Đợi cắn trứng tiếp rồi mình chặt cây tiếp rồi.
hai bộ rồi mọi người, tí mình sẽ quay lại mình thu mua tô tô sau. Nó giờ tí mình quay lại tứ bố tô tô một lần nữa rồi mình thu nha mọi người. Cứu cái chim, cứu.
có 2 đá, 20 đá nha mọi người. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha.